Cửa hàng xăng dầu Thái Thịnh của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội trung bình mỗi ngày đón khoảng 8 đến 10.000 lượt khách. Từ ngày 15 tháng 3, cửa hàng đã triển khai đồng loạt việc xuất hóa đơn điện tử bán lẻ từng lần cho khách hàng. Chỉ cần cung cấp mã số thuế và mất chưa đến 1 phút, khách hàng có thể nhận được hóa đơn. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, hầu hết khách đổ xăng cho xe máy không lấy hóa đơn. Chỉ có số ít xe ô tô chạy dịch vụ hoặc xe của doanh nghiệp có yêu cầu này. Em đổ khoảng 800.000 mỗi tháng. Vâng. Khi mà mua xăng thì bạn có yêu cầu người bán xuất hóa đơn không? Là không ạ, tại vì là mất thời gian vậy ạ. Em đổ xong nhìn lên kia thanh toán là mình đi luôn cho đỡ mất thời gian. Tại vì cái ở Hà Nội thì mình phải chờ đợi rất là lâu, đứng đợi xăng rất là lâu rồi nên là mất thời gian. Nhưng mà nếu mà đợi hóa đơn nữa thì chắc không, em nghĩ là không ai muốn. Nhiều khách hàng tại các điểm kinh doanh khác cũng cho biết họ không có nhu cầu lấy hóa đơn vì lấy xong cũng không để làm gì, trong khi phải cung cấp mã số thuế cá nhân và chờ đợi. Bác vừa đổ bao nhiêu tiền xăng đấy ạ? Bác chỉ đổ có 30.000 thôi. Bác có yêu cầu người bán là xuất hóa đơn không ạ? Không, 30.000 có phải mua nhiều đâu, doanh nghiệp đâu thì cần thế chứ. Nó tư nhân mà. Theo quy định của cơ quan thuế, dù người mua không lấy, người bán vẫn phải xuất hóa đơn với nội dung ghi là khách vãng lai. Các cái hóa đơn mà khách hàng có nhu cầu thì chúng tôi trả phí. Tuy nhiên các cái hóa đơn mà khách hàng không có nhu cầu thì trước đây chúng tôi gộp lại thì nó sẽ không phải trả phí hoặc là phí nó rất ít đi. Cứ tính là vài chục đồng đến 100 đồng một cái hóa đơn thì cái số lượng mà tăng lên do cái khách vãng lai không có nhu cầu lấy hóa đơn rất lớn. Và cái số đấy đang làm cái khoản phí mà không có ai có nhu cầu cả nhưng chúng tôi vẫn phải chi trả. Tại cuộc họp chính phủ mới đây, Thủ tướng đã yêu cầu tập trung triển khai sử dụng hóa đơn điện tử, nhất là các hoạt động kinh doanh ăn uống, dịch vụ bán lẻ xăng dầu. Kiên quyết đóng cửa, thu hồi giấy phép đối với các cửa hàng xăng dầu không thực hiện xuất hóa đơn điện tử từng lần cho khách. 31 tháng 3 là thời hạn cuối cùng các đơn vị phải triển khai. Song song với những quy định từ luật, từ cơ quan quản lý, thì đòi hỏi từ người tiêu dùng cũng là một loại áp lực đối với đơn vị kinh doanh. Nếu mỗi người dân quan tâm, đòi hỏi quyền lợi của mình, người bán sẽ phải tìm mọi giải pháp để thực hiện nếu không muốn bị phá sản. Chính điều này sẽ tạo ra dịch vụ lâu bền, thuận lợi, chứ không chỉ làm cho xong theo kiểu đối phó.